Vâng, xin gửi lời chào đến quý anh chị khách hàng đam mê trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay, showroom bên em tiếp tục mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe phải nói là vô cùng chất lượng đến từ thương hiệu Toyota Nhật Bản. Một chiếc xe cũng có xuất xứ khá đặc biệt, thương hiệu Nhật nhưng sản xuất lắp ráp tại Mỹ và nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về. Đây là một mẫu xe mà cũng có thể nói từng làm mưa làm gió mà được rất nhiều người săn đón ở thời điểm 2009-2010. Một chiếc xe với một cái form dáng thiết kế bệ vệ, động cơ mạnh mẽ 2.7. Và đây là bản full mà khi mới thì chúng ta cũng phải bỏ ra con số lên tới 1.82 tỷ để có thể sở hữu cho mình được chiếc Toyota Venza này. Một mẫu xe mà các bác có thể thấy rất đặc biệt, kể cả cái thiết kế của nó, những cái đường nét to bản đặc trưng dành cho thị trường Mỹ cơ bắp. Ví dụ như là các anh chị thể thấy ở đây, đó chính là mặt ca lăng, hệ thống đèn pha hay là bộ la răng của xe này. Một mẫu xe mà thực sự là bao nhiêu năm rồi nhưng đến thời điểm bây giờ chúng ta thấy nó vẫn đẹp, vẫn chất và vẫn hoạt động một cách trơn tru bình thường. Và độ bền bỉ và lành tính của dòng xe này thì có lẽ chúng ta cũng không phải bàn cãi. Những sản phẩm mà dành cho thị trường Mỹ thì các bác thấy là cái chất lượng của nó thực sự vô cùng đảm bảo. Vì đơn giản Mỹ là một trong những quốc gia mà có tiêu chuẩn chất lượng khắt khe bậc nhất thế giới. Nên là tại sao các bác thấy là những sản phẩm mà nhập Mỹ nó lại được ưa thích. Và giống như là những chiếc Camry Mỹ vậy. Một cái mà chúng ta thấy là cái sự đắt đỏ của những cái dòng xe này. Tỷ 8-2 tỷ cho một chiếc xe gầm cao nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về. Nhưng nó xứng đáng. Vâng, phải nói là nó xứng đáng với cái mức giá trên. Tuy nhiên ngày hôm nay thì với một chiếc xe một chủ duy nhất từ đầu, xe của bác phó trưởng công an quận Thanh Trì, Hà Nội nhá, mà chạy cực ít, nguyên di nguyên bản, lại là bản full. Con này của em thì sản xuất năm 2009 nhưng mà đăng ký lăn bánh lần đầu thì 2011 mới lăn bánh tại Việt Nam. Nguyên di nguyên bản, một chủ, biển rất VIP. Và bây giờ thì các anh chị ta không cần phải bỏ ra con số nhiều tiền nữa rồi. Với một cái mức giá nó chỉ ngang với cả một chiếc Hyundai i10 thôi, quý anh chị đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe mà thực sự là nó vẫn còn đẳng cấp và một không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi và thực sự là bền bỉ, lành tính của chiếc xe này. Vậy liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra hay không? Thì ngay bây giờ, Xe và Đam Mê mời các anh chị chúng ta cùng dành những phút để đánh giá tổng thể về chiếc Toyota Venza nhập Mỹ 2009 này, đúng không ạ? Đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 các anh chị nhá, một chủ duy nhất. Đầu tiên thì như em nói là các bác có thể thấy ngay cái thiết kế rất là khác biệt so với những cái mẫu xe khác của thương hiệu Toyota. Vì đây là một cái sản phẩm dành cho thị trường Mỹ nên là đường nét thiết kế của nó thì cái gì cũng to. Đấy, mặt ca lăng thì chúng ta có thể thấy giúp em này, với những thanh nan được sơn màu chrome tạo điểm nhấn. Và hệ thống đèn pha của xe cũng rất là lớn, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là xe đã được trang bị với bóng đèn bi projector siêu sáng rồi này. Đèn xi nhan là đèn halogen. Phía dưới thì phần đèn gầm các bác có thể thấy là chủ nhân cũng đã nâng cấp lên cho chúng ta là đèn bi cầu thủy tinh siêu sáng. Mặt cản ca lăng phía dưới thì chúng ta có thể thấy là dạng tổ ong, giúp cho ngoại hình của chiếc xe thêm phần hầm hố nhá. Và đây, theo thời gian nhưng mà thực sự là độ bền bỉ và lành tính của dòng xe này thì chúng ta thấy là nó vẫn còn vô cùng chất lượng. Đấy, em đang nổ máy nhưng mà đứng bên cạnh chúng ta gần như không nghe thì tiếng động cơ đang hoạt động đâu, đúng không ạ? Chúng ta thấy điểm nổi bật của chiếc xe này thì đó chính là một cái bộ la răng cỡ lớn đa chấu lên tới 19 inch, 4 phanh đĩa hiệu suất cao bên trong nhá. Và đây, ngoài ra thì các bác có thể thấy là xe còn được tích hợp với xi nhan là giải đèn LED ở trên gương chiếu hậu đây. Và các bác có thể ngắm nhìn giúp em cái tổng thể ngoại thất của chiếc Toyota Venza. Một chiếc xe 5 chỗ nhưng kích thước khá là lớn, mang lại cho chúng ta với một cái không gian nội thất bên trong thực sự là vô cùng rộng rãi. Toàn bộ viền chân kính thì các bác có thể thấy là nó được nẹp những thanh nan chrome. Đấy, tạo cho cái ngoại thất của chiếc xe thêm phần sang trọng. Và tiếp tục cái phần đuôi phía sau thì các bác có thể thấy là cái sự cơ bắp của chiếc xe này. Chúng ta có một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao. Nhưng đây, cụm đèn hậu thì các anh chị nhìn giúp em này, nó to mà. Đấy, rất chắc chắn, đúng không ạ? Và đây, chất lượng của nó thì các bác nhìn, 2009 thì các anh chị nhìn giúp em vào cái đèn của nó này, chưa một vết rạn mà nó vẫn còn trong vắt như pha lê, kể cả những đường mép các anh chị nhìn này, rất liền lạc và thẳng như kẻ chỉ luôn các anh chị nhá. Đây, em quay như thế này để các bác có thể nhìn giúp em những đường form trên thân xe. Các bác thấy nó rất phẳng phiu, đúng không ạ? Nó không có những vết gờ lên. Điều này chứng tỏ xe nó không bị đâm xô, không bị tai nạn. Và tiếp tục phần đuôi phía sau thì đây, các bác nhìn giúp em tổng thể cái phần đuôi phía sau của chiếc Toyota Venza nhá. Và một cái thiết kế và phải nói là rất đẹp, đúng không ạ? Nhìn đến bây giờ thôi, vâng, chúng ta vẫn cảm thấy là chiếc xe này thực sự là một trong những chiếc xe mang lại cho chúng ta một cái sự khác biệt khi mà lăn bánh trên đường. Các anh chị nhìn xem này. Đấy, nó phải đều thẳng tăm tắp nhá. Đây, mở luôn các bác cái cốp.
để các anh chị chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng chất lượng của xe nhé. Đây, các bác có thể mở luôn cái cốp của xe này. Và các anh chị có thể thấy độ rộng rãi mà chiếc xe này nó mang lại cho chúng ta. Form của xe thì giống như là một chiếc xe 7 chỗ bây giờ vậy, nhưng mà nó chỉ có 5 chỗ thôi. Nên các bác có thể thấy là cái khoang cốp phía sau của chiếc xe này nó quá rộng. Và cái chủ nhân cũ thực sự là giữ cho chiếc xe này nó quá mới luôn. Các bác nhìn cho em từ cái nỉ lót sàn này. Đây ạ, nó vẫn còn mới tinh. Các chi tiết nhựa này, theo thời gian mà các bác nhìn cho em, gần như là không để lại vết xước các anh chị nhá. Đấy, chúng ta có cổng cắm sạc, tẩu cắm sạc đây này. Đấy, và bên này thì nhá, và chúng ta thì gập cái hàng ghế thứ hai lại bằng cái lẫy này. Đấy, và phía dưới này các bác thấy bỏ cái này ra thì vẫn còn mới tinh luôn này. Mới tinh tình tình luôn nhá. Đấy, cốp thì đây. Từng nóc này. Chưa vết vặn mà các vết đinh tán này. Các bác nhìn cho em. Đó, xe đẹp, các bác nhìn hàng tuyển nó lại như vậy đúng không ạ? Nguyên zin nguyên bản nhá. Đấy, xứng đáng để các bác sưu tầm đúng không ạ? Đây, tem mác đầy đủ hết luôn các chị nhá. Đó. Vậy đó là khoang cốp của chiếc Toyota Venza. Và các bác có thể ngắm nhìn cho em cái tổng thể ngoại thất của xe đi. Vâng, một chiếc xe phải nói là hoàn hảo về phần ngoại thất nhá, theo thời gian, nhưng mà các bác có thể thấy là nó vẫn đẹp và lét căng luôn. Đó, những cái đường mép cánh cửa đây em quay gần này, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, nó phải đều thẳng tăm tắp từ trên xuống dưới. Như kẻ chỉ luôn. Đây, xi nhan tích hợp trên gương đây. Được chưa ạ? Vâng, vậy thì đó là cái phần ngoại thất của chiếc Toyota Venza. Vậy thì bây giờ để giúp các chị ta đánh giá tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì em sẽ mở cửa và chúng ta đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này nhé. Vâng, các anh chị có thể thấy một cái sự rộng rãi mà chiếc Toyota Venza mang đến cho chúng ta với không gian nội thất bên trong. Cảm giác như là nội thất của chiếc xe này thì nó giống với những chiếc Lexus RX của thương hiệu Lexus, thương hiệu xe sang của Nhật đúng không ạ? Với kiểu bố trí khu vực cần số vắt chéo và vô lăng ba chấu đây. Đấy, vậy chị nhìn cho em này theo thời gian này. Đây ạ, lẫy ga tự động Cruise Control nhá. Con này thì chạy cực ít, lăn bánh có 8 vạn 9 mai thôi. Đấy, con này là một chủ duy nhất từ đầu nhá. Nhưng các anh chị nhìn cho em cái chi tiết của nó này. Đấy, nhựa, cửa gió điều hòa, gương kính chỉnh điện gập gương cân bằng thử chống trượt nhá. Trên vô lăng này, tích hợp những cái phím bấm chức năng tăng giảm âm lượng, và các chi tiết các bác có thể thấy theo thời gian mà nó đẹp long lanh như này. Các chi tiết vân sần nhá. Đấy, nhựa như vân sần, các bác nhìn này. Nó còn từ logo, các bác nhìn cho em, còn mới kính cong luôn. Đây, kể cả trên khu vực táp lô trung tâm cũng vậy. Rất đẹp luôn các anh chị ạ. Đây, và các bác có thể thấy cái độ mới của xe. Đấy, từ cái củ số này. Đó, các chi tiết vân carbon màu nâu cực kỳ đẹp. Đây ạ, các chi tiết các bác nhìn xem này. Siêu đẹp luôn nhá. Đây, mới tinh tình tình khay để cốc này. Chiếc xe này thì ở đây trên này chúng ta sẽ thấy là nó còn được trang bị các cái một cái đồng hồ nhỏ hiển thị giờ này, nhiệt độ này. Đấy, và có cả cảm biến áp suất lốp nhá. Và đây chúng ta cũng cái màn hình và tích hợp cam lùi. Được chưa ạ? Đấy, tích hợp cam lùi luôn. Hệ thống điều hòa của xe thì nó được trang bị hai vùng độc lập. Đó, điều hòa ô tô luôn. Gương chiếu hậu là chống chói, tự động các chị nhá. Và các bác nhìn cho em từng cái tem, từng cái mác này. Đây ạ, và đèn trần của nó này, tem mác này, cửa nóc, cửa sổ trời thì xe nó trang bị cửa sổ trời cho hàng ghế trước, hàng ghế sau. Và nỉ của nó, các bác nhìn chất nỉ rất là cao cấp. Thực sự là ở thời điểm 2009-2010 thì các bác có thể thấy thì chiếc xe này nó trang bị quá nhiều công nghệ và tính năng. Và chỉ có ở trên những chiếc xe tiền tỷ thôi. Đấy, chỉ có trên những xe tiền tỷ thôi các chị nhá. Đây các bác nhìn này, ghế là chỉnh điện. Được chưa ạ? Và nội thất thì được trang bị với ghế da màu ghi. Và các bác có thể thấy là ở giữa nó đục lỗ thông hơi nhá. Và form thì cực kỳ đẹp mắt này. Đây ạ. Và độ zin thì các bác nhìn cho em này. Đấy, từ cái móc khóa, tất cả tem mác nhá. Đây các anh chị nhìn cho em này, Made in USA. Đó, đó là sự khác biệt nhá. Và tem mác của nó này nguyên zin như bạn, từ A đến Z. Vâng, Venza thì có thể là bây giờ trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà để tìm cho mình một chiếc xe mà nó còn chất, nó còn zin và nó còn đẹp như này thì không phải lúc nào cũng có các bạn. Các bạn nhìn cho em cái bậc tì tay này, toàn bộ kính là auto nhé, như phím bấm chữ của nó này, từ cái móc khóa này. Đấy, tất cả các chi tiết của chiếc xe này phải nói luôn là không một lỗi nhỏ luôn các anh chị ạ. Đấy, các bạn nhìn cho em này, tất cả cái mã số tem mác đầy đủ hết này, keo chỉ này. Đấy, và xuất sắc luôn đúng không ạ? Xe được chủ nhân cũ đi rất là giữ gìn và cẩn thận. Và đây, cái mà các bác có thể thấy đó là cái không gian hàng ghế sau của xe này thì nó quá rộng đúng không ạ? Với một cái kích thước lớn như này mà các bác có thể thấy là chiếc xe nó chỉ có 5 chỗ ngồi thôi, thì nó sẽ mang đến cho các anh chị ta hàng ghế sau đủ chỗ để các bác ngồi 3 người lớn thoải mái. Và các anh chị nhìn em ghế của nó này, còn rất đẹp theo thời gian nhé. Trần đây, ở phía sau thì chúng ta có cửa sổ trời nhé. Đấy, rất đẳng cấp. Và các bác nhìn này. Đấy, cái chi tiết này, từ cái để đồ này. Vâng, bao năm rồi mà các bác có thể thấy cái chất lượng của nó không hề di chuyển một chút nào luôn đúng không ạ? Phần trần này, đấy, cốp rộng, không gian nội thất rộng. Và nói chung là chiếc xe này thực sự là nó quá đẹp luôn các bạn. Các bạn nhìn cho em cái chi tiết đây.
Đây, tay móng và móc tay khóa này rất mới luôn, tem mác nhá, mã số này. Đấy, tại sao những dòng sản phẩm xe mà nhập Mỹ các bác thấy nó rất nhiều tem mác, mã số để họ kiểm định cái chất lượng, để làm sao nó đảm bảo cho chúng ta có một chiếc xe nó xuất sắc được không ạ? Đây, cái chỉ nhìn cho em này. Đấy, nó siêu đẹp luôn nhá. Đấy, từ các vết đính tán này, nguyên zin nguyên bản, toàn tập cho anh chị từ A đến Z. Và như này các anh chị đã cảm thấy yên tâm về chất lượng của xe chưa? Đấy, đúng là một chiếc xe hàng tuyển hiếm có, khó tìm luôn các bác nhá. Quá đẹp luôn các anh chị này. Các bác nhìn cho em từ những ô tôn này. Đấy, những cái lỗ tròn này mà không một tì vết các bạn, không một tì vết. Đấy, con này thì nó quá chất lượng luôn các bạn. Đây. Đấy, theo thời gian các bác thấy là từng cái tem, từ cái mác mà nó vẫn còn nguyên zin nguyên bản như này. Và bây giờ đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Venza 2009 nhá. Và bây giờ để giúp các chị ta đánh giá chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì em sẽ mời các bác chúng ta kiểm tra cái khoang động cơ của xe xem tình trạng nó ra sao, ok không ạ? Vâng, vậy thì xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ. Con này thì nó được trang bị với khối động cơ là máy mới rồi, đua VVTi nhé, động cơ 2.7. Và các bác có thể thấy là máy thì nó quá đẹp luôn này. Máy số này, các anh chị nhìn cái giúp em, theo thời gian mà nó đẹp, dữ đẹp như này. Đó, tem mác đầy đủ hết này, mã số, mã vạch này. Đấy, máy đang, em đang nổ máy nhưng các bác có thể thấy là máy nổ quá êm luôn. Quá êm luôn các anh chị nhá. Và khả năng vận hành của xe này thì cực kỳ mạnh mẽ này, các bác nhìn giúp em những vệt đính tán này. Đấy, tất cả tình trạng là nguyên zin bản, từ cái nỉ, từ cái tem mác. Vâng, vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc Toyota Venza 2009 đăng ký lăn bánh lần đầu 2011 các bác đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Vậy thì một chiếc xe nó còn đẹp và chất lượng như này, và chúng ta chỉ cần bỏ ra cho em với con số là 460 triệu đồng, các bác đã có thể sở hữu cho mình được chiếc xe vẫn còn đẳng cấp và vẫn còn thực sự mang lại cho chúng ta sự khác biệt khi mà lăn bánh ở trên đường. Vậy thì quý anh chị làm ta yêu mến và quan tâm tới chiếc Toyota Venza này, xin mời các anh chị ta có thể trực tiếp liên hệ cho bác Phúc theo hotline là 0935 3233, hoặc xuống với địa chỉ xe đam mê ở 175 đường A Định, thành phố Hải Dương để có thể lái thử và cảm nhận chất lượng chiếc xe các anh chị nhé. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ, và hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại xe và đam mê, và để giúp các anh chị ta đánh giá tình trạng chất lượng của xe một cách toàn diện nhất. Thì bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em chuyển xuống phần gầm của chiếc Venza này. Vậy thì để quý anh chị có thể có cái nhìn chính xác nhất về chất lượng của chiếc Toyota Venza 2009, showroom xe đam mê sẽ quay cho các bác chúng ta phần gầm, một trong những yếu tố rất quan trọng với một chiếc xe đã qua sử dụng. Thì đầu tiên thì các bác chúng ta có thể kiểm tra ngay giúp em, đó là kể cả những cái chi tiết cản nhựa ở phía dưới phần gầm này các bác nhìn này. Đấy, theo thời gian nhưng mà chủ cũ của ta đi, người ta không để quệt gầm thì nó vẫn còn nguyên vẹn, nó không để lại nhiều về sứt sát. Cái thứ hai là để có thể đánh giá được cái chất lượng máy thì các bác có thể nhìn giúp em, máy rất khô ráo và từng con ốc còn nguyên zin nguyên vẹn, keo zin của nó này. Đấy, các bác nhìn giúp em nhé, keo zin nguyên bản này, từ cái đáy các te đây, các bác nhìn này. Đó, thứ hai là chúng ta kiểm tra hệ thống càng. Thì đây, theo thời gian nhưng các bác có thể thấy là các chi tiết càng hay là cụm phanh bên trong nó vẫn còn trắng phò phò, và càng thì nó không bị cong vênh, không có vết va chạm hay là gà hằn lắn. Đấy, thì chúng ta thấy là đảm bảo chất lượng. Đây các bác nhìn này. Vâng, một chiếc xe nhập Mỹ các bác có thể thấy là nó chất lượng đến mức độ như này. Và tiếp theo thì chúng ta có thể cùng quan sát, đó chính là phần gầm. Các bác có thể thấy tôn sassi này, đây, xanh led đúng không ạ? Các cái đường mép này rất phẳng phiu, quá đẹp luôn. Và hệ thống ống xả của xe thì đây, theo thời gian nhưng các bác có thể thấy nó còn quá đẹp, không một tí han mục đúng không ạ? Đó là chất lượng của chiếc Venza 2009 nhá. Và đây, tiếp tục chúng ta có thể đi về cái hệ thống càng sau của xe này. Đấy, các bác có thể thấy hệ thống treo đa điểm. Và tiếp tục thì chúng ta có phần cản đằng sau này, đầu răng sắt xi này. Các anh chị chúng ta có thể quan sát giúp em này, mã số, mã vạch này. Đó, nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đây, không một tì vết các bác nhìn này. Đó, thực sự là còn rất chất lượng luôn, đúng không ạ? Vậy thì đó là chất lượng chi tiết của chiếc Venza 2009, và các bác đã cảm thấy thực sự yên tâm sau khi chúng ta kiểm tra phần gầm của chiếc xe này chưa ạ? Vậy thì để quý anh chị có thể có cái nhìn chính xác nhất về chất lượng của chiếc Toyota Venza 2009, showroom xe đam mê sẽ quay cho các bác chúng ta phần gầm, một trong những yếu tố rất quan trọng với một chiếc xe đã qua sử dụng. Thì đầu tiên thì các bác chúng ta có thể kiểm tra ngay giúp em, đó là kể cả những cái chi tiết cản nhựa ở phía dưới phần gầm này các bác nhìn này. Đấy, theo thời gian nhưng mà chủ cũ của ta đi, người ta không để quệt gầm thì nó vẫn còn nguyên vẹn, nó không để lại nhiều về sứt sát. Cái thứ hai là để có thể đánh giá được cái chất lượng máy thì các bác có thể nhìn cho em, máy rất khô ráo và từng con ốc còn nguyên zin nguyên vẹn, keo zin của nó này. Đấy, các bác nhìn cho em nhé, keo zin nguyên bản này,
từ cái đáy các te đây. Các bác nhìn này. Đó. Thứ hai là chúng ta kiểm tra hệ thống càng. Thì đây, theo thời gian, nhưng các bác có thể thấy là các chi tiết càng hay là cụm phanh bên trong nó vẫn còn trắng phò phò. Và càng thì nó không bị cong vênh, không có vết va chạm hay là gà hằn lắn. Đấy, chúng ta thấy là đảm bảo chất lượng. Đây các bác nhìn này. Vâng, một chiếc xe nhập Mỹ các bác có thể thấy là nó chất lượng đến mức độ như này. Và tiếp theo thì chúng ta có thể cùng quan sát, đó chính là phần gầm. Các bác có thể thấy tôn sắt xi này. Đây, xanh lét. Đúng không ạ? Các cái đường mép này rất phẳng phiu. Quá đẹp luôn. Và hệ thống ống xả của xe thì đây, theo thời gian, nhưng các bác có thể thấy nó còn quá đẹp. Không một tí han mục. Đúng không ạ? Đó là chất lượng của chiếc Venza 2009 nhá. Và đây, tiếp tục chúng ta có thể đi về cái hệ thống càng sau của xe này. Đấy, các bác có thể thấy hệ thống treo đa điểm. Và tiếp tục thì chúng ta có phần cản đằng sau này, đầu răng sắt xi này. Các anh chị chúng ta có thể quan sát giúp em này, mã số mã vạch này. Đó, nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đây, không một tí vết các bác nhìn này. Đó, thực sự là còn rất chất lượng luôn, đúng không ạ? Vậy thì đó là chất lượng chi tiết của chiếc Venza 2009. Và các bác đã cảm thấy thực sự yên tâm sau khi chúng ta kiểm tra phần gầm của chiếc xe này chưa ạ?